Sáng ngày 29 tháng 10, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, lúc 21 giờ ngày 27 tháng 10, tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát Giao thông Vĩnh Tuy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 23C07336 kéo theo rơ móc biển số 23R00467 do Dê, điều khiển hướng Tuyên Quang đi Hà Giang có dấu hiệu vi phạm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Dê không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, lực lượng chức năng đã truy đuổi và yêu cầu Dê dừng và điều khiển xe quay lại Trạm Cảnh sát Giao thông Vĩnh Tuy. Tiến hành cân tải trọng xe cho thấy, xe vượt quá tải trọng cho phép 91,6%, tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế Dê có kết quả 1,011mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm tải trọng và nồng độ cồn đối với Dê, nhưng Dê không chấp hành mà có lời nói chửi bới, lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời điều khiển xe chắn ngang đường quốc lộ gây ách tắc giao thông. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự và tiến hành các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.